Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Tết Cà, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, Tết Năm Mới, là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam và một số quốc gia tính các ngày lễ hội truyền thống theo lịch âm. Theo tác giả cuốn sách Hội Xuân của người Việt, Việt Nam nằm trong vùng văn hóa phương Đông, do vậy thuộc loại hình văn hóa gốc nông nghiệp điển hình. Các cư dân nông nghiệp phải sống định cư để gieo trồng và chờ đợi cây cối lớn, ra hoa kết trái rồi thu hoạch. Vì vậy, cư dân Việt cổ thường tổ chức Tết cơm mới để cảm tạ các vị thần linh đã phù trợ cho một mùa màng bội thu và cầu khấn sự may mắn trong vụ mùa kế tiếp. Tết cơm mới theo phong tục dân gian được gọi là Tết Hạ Nguyên, một trong ba lễ Tết quan trọng của người Việt hàng năm, bên cạnh Tết Trung Nguyên rằm tháng 7 và Tết Thượng Nguyên rằm tháng Giêng. Tết Hạ Nguyên diễn ra vào ngày rằm hay mùng 1 tháng 10, tùy theo từng địa phương. Ở những địa phương sản xuất nông nghiệp, Tết này được tổ chức rất lớn vì đây là dịp nấu cơm gạo mới của vụ vừa xong, trước là để cúng tổ tiên, sau để thưởng công cày cấy. Ngày nay, lễ mừng lúa mới, Tết cơm mới là lễ hội quan trọng nhất của một số đồng bào dân tộc ở vùng cao như người Mông, người Thái, người Sa Pó. Lễ mừng lúa mới đối với đồng bào dân tộc cũng quan trọng giống như dịp Tết Nguyên Đán của người Kinh. Tết Nguyên Đán, đây là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ cây. Nguyên nghĩa của chữ Tết chính là tiết. Hai chữ Nguyên Đán có gốc chữ Hán. Nguyên có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai, và đán là buổi sáng sớm. Cho nên đọc đúng phiên âm phải là Tết Nguyên Đán. Tết này được tính theo âm lịch, tức là lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng. Hiện nay có rất nhiều quốc gia tại châu Á đón Tết năm mới theo âm lịch. Một câu hỏi chung được đặt ra, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu văn hóa. Tết Nguyên Đán của người Việt có từ bao giờ? Cách đặt tên cho các tháng trong năm theo 12 con giáp được quy ước như thế nào? Trải qua ngàn năm, cùng với cách tính thời gian theo lịch âm, người Việt Nam đã coi Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Hàng năm, mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, đều mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, thăm lại ngôi nhà thờ, giếng nước, mảnh sân nhà, được sống lại với những kỷ niệm đầy ắp yêu thương của tuổi thơ yêu dấu. Về quê ăn Tết, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi chôn sâu cắt rốn.